Cái bài mới dành cho các bạn đây. Chào bài hôm nay sẽ là họ yêu bạn theo kiểu gì nha. Theo kiểu gì đây có nghĩa là cái phong cách yêu của họ dành cho bạn như thế nào ấy. Đó, ok. Ở đây mình có 3 tụ bài ha. Tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Các bạn có thể chọn cho mình một tụ ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm cục đá cho các bạn chọn nè. Tụ 1, các bạn có viên đá màu màu trắng đi. Đó. Tụ 2, các bạn có viên màu tím, tím hồng, vuông à, hơi vuông. Tụ 3, các bạn có viên màu xanh, xanh nhạt ha. Đấy, tụ bài đốt nhà các bạn ơi. Tụ bài này sẽ dành cho những người nào đang tìm hiểu, đang yêu nhau gì đó nha. Đang quen, đang là vợ chồng, đang là người yêu gì đó ha. Rồi mình cho các bạn chọn bộ bài luôn, hôm nay chỉ lấy bộ bài thôi. Tụ 1 các bạn có bộ bài màu xanh biển, hình ngôi sao. Tụ 2, các bạn có bộ bài màu đen. Tụ 3, các bạn có bộ bài màu xanh biển, 7 màu. Rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ vào like của mình để mình có thể đọc được bình luận của các bạn ha. Hôm nay mình đau cổ quá. Rồi. Hôm nay mình cũng sẽ chọn cho mình một tụ xem là họ yêu bạn theo kiểu gì ha. Hôm nay mình chọn tụ 3 đi. Các bạn chọn tụ xong chưa? Dạo này chủ đề nóng bỏng quá đi thôi. Cảm ơn bạn. Ok bạn nha. Rồi mình bắt đầu từ tụ 1 ha các bạn. Tụ 1, xin chào các bạn. Tụ bài số 1, các bạn có viên đá màu trắng nha. Xem là họ yêu bạn theo kiểu gì. Đó. Bây giờ sẽ xem bên ngoài trước nha. Tại vì nhiều khi bên ngoài của người ta là một chuyện mà bên trong người ta là một chuyện nữa. Ha. Bây giờ chúng ta sẽ xem là bên ngoài họ yêu bạn theo kiểu gì trước.
Ủa, sao cái bạn này ngộ vậy ta? Bây giờ bên ngoài cái bạn này rất là dửng dưng với bạn nha, mình nói thiệt. Ví dụ như là ok, tôi có thể cam kết với bạn, tôi có thể ở trong một mối hệ với bạn này nọ, nhưng mà nhiều khi cái bạn này á, bạn ấy có một cái sự gọi là tự tin nào đó trong bạn ấy á, là một cái gì đó cũng bạn ấy có thể ngồi một góc ở đó và nhìn bạn làm cái gì đó cũng được, nhưng bạn ấy sẽ không có gọi là để tâm quá nhiều vào cuộc sống của bạn. Bạn ấy có thấy có biết, nhưng mà bạn ấy không phải là sẽ làm cái gì đó cho bạn thấy là những cái tình cảm, những cái lãng mạn lắm đâu. Bạn này là mẫu người nhiệt tình nha, nhưng không thật sự thể hiện những cái sự lãng mạn lắm. Bạn này thích gì thì nói thẳng á, hơi bị thẳng tính nha. Mình ví dụ ha, nếu mà bạn ấy yêu bạn hoặc thích bạn hoặc quen bạn đi, hoặc là đang trong một mối hệ với bạn á, thì nó sẽ theo kiểu bạn sẽ quan tâm bạn ấy nhiều hơn một chút, bạn sẽ hơi nghiêng về bạn này một chút nha. Tại vì bạn này, nếu có bạn này sẽ không nói những lời lãng mạn như này, bạn này sẽ làm đó, bạn này sẽ làm ấy. Ví dụ bạn nói là bạn thích cái này, bạn thích cái kia đi, bạn này sẽ không nói nhiều, bạn này sẽ kiểu như xem xét xem là bản thân bạn ấy có làm được hay không, bạn ấy sẽ làm đó. Bạn này nói được làm được nha đó. Nhưng mà những cái lời nói của bạn này, khi mà bạn ấy nói chuyện với bạn ấy, bạn ấy sẽ theo kiểu gọi là từ từ bình tĩnh rồi xem xét vấn đề, chứ không phải là dồ vào hoặc là làm liền cho bạn, không phải đâu nha, rất là bình tĩnh đó. Bạn này có quan tâm bạn không hả? Thật ra là có, rất là quan tâm, rất là để ý bạn á, nhưng mà nó theo kiểu gọi là bạn này thích một cái gì đó tươi mới, nhưng bạn ấy cũng sợ cái sự trói buộc, đó là nếu trong một mối hệ với bạn nhưng bạn ấy vẫn có thể sống độc lập trong cuộc sống của bạn ấy, chứ không phải là bạn ấy sẽ quá phụ thuộc vào thời gian của bạn hoặc là bạn làm gì đi đâu làm gì đâu nha. Bạn này rất là bình tĩnh đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem là bên trong của bạn ấy nha, bên trong thì tình cảm bạn ấy như thế nào, giống như là bạn này hơi dửng dưng chút xíu ấy bên ngoài á, bên trong thì như thế nào nha. Trong thì bạn ấy yêu bạn kiểu gì hả? Sao mà bạn gặp trúng mỗi người thực tế quá. Bên trong thì khả năng là bạn này có rất là nhiều những cái chuyện gì đó bạn ấy không hài lòng lắm, hoặc là kìm nén hoặc giấu kỹ gì đó bên trong của bạn ấy. Còn cái sự điều bạn ấy muốn tập trung đó là cuộc sống của cá nhân bạn ấy nhiều hơn. Nếu mà bạn ấy yêu thương bạn hả, thì bạn ấy vẫn có thể làm việc, bạn ấy vẫn có thể gọi là kiếm tiền, hoặc là để xem thời gian có qua được những cái chuyện cũ với bạn hay không, hoặc những cái bực bội cũ hay không. Nói chung ví dụ như bạn có làm cái gì đó mà khiến cho bạn này bực bội đi, thì bạn này cũng để đó, cũng có thể xuất phát bằng lời nói hơi thẳng thắn một chút. Ví dụ như bạn làm chuyện gì đó khiến bạn ấy không hài lòng, bạn ấy có thể nói thẳng. Nó hơi có cái gì đó hơi không phải là ra lệnh, nhưng mà hơi lấn át bạn nha, nói thẳng là vậy. Tại vì mẫu người này là mẫu người thẳng thắn, nói được làm được, hoặc là lời nói hơi sắc bén, hơi gọi là bạo lực lời nói đó, hơi có cái gì đó mà bạn bạn phải nghe đấy, nói là bạn phải nghe, nói là bạn cũng phải làm, nếu không là bạn này sẽ không vui á đó. Còn thương không hả? Thật ra bạn này rất là muốn cái kết nối giữa bạn và bạn ấy ổn, nhưng mà trong bạn ấy có sự lo lắng không biết có tương lai có ổn hay không, thì bạn ấy không chắc chắn nha. Nhưng mà bạn ấy cũng sẽ dùng thời gian để xem xét thêm đó. Ok, chốt lại tụ một thì bạn này thương bạn kiểu gì hả? Thương bạn một cách điềm tĩnh. Mình vẫn thấy là bạn thích gì bạn ấy có thể làm, bạn bạn và bạn ấy nếu có vấn đề gì đó xảy ra bạn ấy sẽ nói thẳng
bạn ấy bực bội bạn ấy sẽ nói, hoặc bạn ấy khó chịu đó bạn này cũng sẽ nói. Nhưng bạn này được cái gọi là kiên nhẫn nha, kiên nhẫn trong cái kết nối với bạn là nếu có vấn đề xảy ra thì vượt qua vấn đề xong rồi chúng ta lại đi tiếp, lại kết nối ổn với nhau. Bạn này rất là hãnh diện trong lòng khi mà có được bạn nha, hoặc là quen bạn, hoặc là người yêu của bạn nha. Thật sự là rất là hãnh diện đấy. Và nhiều khi có gì đó, nếu một người mà họ hướng về bản thân họ nhiều hơn là bởi vì không phải là họ 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 trân trọng họ nhiều hơn mà họ không trân trọng bạn đâu nha, mà là họ cảm thấy ở bên cạnh bạn an toàn, họ cảm thấy bên cạnh bạn họ đủ đầy với bản thân họ. Thật ra bạn này vẫn muốn đi tiếp với bạn một đoạn đường dài, nếu tương lai có vấn đề gì đó xảy ra, rất nhiều vấn đề, thì bạn này cũng nghĩ là gán chịu, gán cho qua, bởi vì mình vẫn cảm giác là cái sự lãng mạn, cái sự thương trong bạn này nó chưa nhiều, hoặc là cái tính cách của bạn này khi mà tương tác với bạn nó vậy đó, nó hơi chảnh chảnh chút, nó hơi bình tĩnh chút. Nhưng mà bạn này có thể làm nhiều thứ hơn cho bạn ha, hoặc là lời nói của bạn ấy nó thẳng thắn, nó không có được ngọt ngào cho bạn lắm, bạn ấy không phải nói những lời hoa mỹ cho vui đâu, mà bạn ấy sẽ làm đó. Và mình cảm nhận được là nhiều khi bạn ấy có những cái nỗi buồn, hoặc là có những cái gì đó khó chịu trong lòng, trong kết nối với bạn á, có rất là nhiều những cái chuyện bạn ấy cũng cũng nhẫn nhịn, cũng chịu đựng lắm á, để mà cái kết nối giữa bạn và bạn ấy có thể tiếp tục, có thể gọi là qua được những cái vấn đề ha, hoặc những cái tổn thương nào đó. Mình không biết là bạn làm gì bạn này, nhưng mà mình cảm giác đối với những bạn nào mà quen nhau mà có những cái vấn đề xảy ra rồi nhưng vẫn muốn tiếp tục, có bực bội nhưng vẫn muốn tiếp tục, tại vì đơn thuần là thích thôi. Mình thích, mình chọn thì mình phải mình hãnh diện với cái lựa chọn của mình thì cũng được, nhưng mà mình có bực bội không thì bực thì cũng có, nhưng mà từ từ thì cũng sẽ quen, hoặc là từ từ cũng qua được rồi cũng tiếp tục được hết đó. Nhưng mà bực thì vẫn bực nha ấy. Nếu mà sau này mà các bạn có những cái cơ hội nào đó mà để đi chơi mà để nó lãng mạn hơn, hoặc là để mà bước qua được những cái chuyện cũ á, thì có thể bạn này sẽ thể hiện rõ hơn về những cái sự quan tâm lãng mạn dành cho bạn. Còn nếu mà nói riêng bản thân bạn này thì bạn này hơi lo xa nha, bạn này lo không biết là tương lai bạn có ai hay không đó ấy, thì bạn này hơi 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 ghen ngầm một chút ấy. Ghen ngầm là sao, là giống như là một là bạn này ghen với quá khứ của bạn với ai đó, hoặc là bạn này ghen với không biết tương lai có người mới xuất hiện với bạn hay không, hoặc bạn có gặp những cơ hội mới nào đó hay không, thì bạn này hơi ghen, nó theo kiểu dửng dưng, nhưng mà phải phải thuộc chủ quyền của bạn này đó. Đây mình ví giống như là bạn giống như con sư tử trong tay của cái người này vậy nè, thì nói là phải nghe, phải hiểu, phải biết đó đó, nhưng mà không phải là dạng mà quá ra lệnh để mà con sư tử nó nổi điên đâu, tức là bạn này cũng có thể nói những cái lời nói nào đó mà nó hơi quát tháo, hoặc là nó hơi gọi là giận dỗi gì đó chút chút, nhưng không có nghĩa là bạn này không quan tâm nha, bạn này cũng sẽ quan tâm, ví dụ như bạn cần gì thì bạn này sẽ làm đó. Ok, tích cơ chắc bạn tụ một ha. Mình chỉ thấy là một khi đã chọn á, thì dù có vấn đề thì mình vượt qua vấn đề, hoặc là trăm ngàn vấn đề mình cũng phải vượt ra những cái vấn đề đó để mà mình đi tiếp. Nó là tụ một là vậy đó. Tích cơ cho các bạn tụ 1. Các bạn có chữ S, chữ A, chữ T, chữ D, chữ M, chữ Y ngắn. Cung hoàng đạo các bạn có song tử, sư tử, bạch dương, bảo bình. Tụ này vừa thích vừa ghét. Vừa khó ưa nhau. Nhưng mà lại rất là kiểu thích thành thật.
thẳng thắn với nhau hơn. Tụ một là vậy. Rồi, tụ hai cho các Tụ hai các bạn có viên đá màu hồng ha. Tụ một nó khó nói ghê lắm. Nó có thể vô tư với bạn nhưng mà nó vẫn để tâm, nó vẫn kiểm soát lắm. Theo kiểu gọi là muốn chủ quyền mà lo sợ khá nhiều. Rồi tụ hai ha. Xem là họ yêu bạn kiểu gì. Bạn này đầu trải bài thì mình thấy là bạn này và bạn phải có một cái lời hứa, một cái cam kết nào đó với nhau, cái hẹn hẹn thề gì đó đây cũng được nha. Và nếu mà hai bạn cùng xây dựng một cái mối hệ về lâu về dài, nếu có những cái thay đổi nào xảy ra thì phải là bên ngoài thay đổi chứ không phải là do họ đâu. Tại vì mình cảm giác bạn này luôn là cái người mà có thể nhẫn nhịn chịu đựng bạn. Bạn này có thể nhịn tới tới tận cùng ấy, tận cùng giống như người cha người mẹ có thể nhịn đứa con vậy đó. Đó, bạn này là vậy đó. Bạn ấy có thể làm chỗ dựa cho bạn về mặt tinh thần, hoặc là những cái quyết định nào đó, những cái sáng kiến nào đó cho bạn cũng được. Bạn này có thể cho bạn những lời khuyên như vậy. Còn hỏi là bạn này có thích bạn không ạ? Cực kỳ thích. Thích mà đến nỗi là bạn ấy có tầm nhìn xa mà biết rõ là tương lai nếu có cái gì đó không ổn nhưng bạn này vẫn sẽ quyết tâm để mà ở trong kết nối với bạn cho tới tận cùng luôn á. Nên là mình cảm giác bạn này thích bạn tới mức mà về thể xác nè, nhu cầu sinh lý hoặc rất là muốn ở cạnh bạn. Và nếu có về lâu về dài mà nếu có vấn đề không ổn hoặc người khác nó này nó nọ không không khe đâu. Quan trọng là bạn này chịu đựng được bao lâu đó. Bên trong bạn này á, bên trong bạn này rất là muốn thoát khỏi một tình huống nào đó để mà có cơ hội để mà cưới bạn. Mình xét trường hợp nha. Trường hợp thứ nhất là cái mối hệ giữa bạn, một số bạn mà đã chia tay rồi ấy, đã có vấn đề rồi á, nhưng mà vẫn còn vấn vương, vẫn còn nhớ nhung, vẫn còn thương gì đó, vẫn còn không quên được các kiểu á. Thì thật ra là có một ai đó mong ngóng có một cơ hội với bạn, một cơ hội mà họ có thể thoát khỏi được tình huống của họ để họ có thể đến với bạn. Có thể là vì trách nhiệm, có thể là vì những điều gì đó mà họ không có dám tiến tới với bạn được nữa. Nói chung là mong muốn có một cái cơ hội nữa với bạn, không quên được bạn gì đó. Rồi, trường hợp thứ hai là các bạn đang quen nha. Thì cái người này họ họ có thể nhịn bạn rất nhiều, họ có thể thương bạn, họ có thể gọi là bao dung cho những cái nết gọi là sao ta, nết khiến cho họ không hài lòng ở bạn ấy. Bạn có thể làm trăm nhiều ngàn nhiều thứ gì đó mà nó âm thầm khiến cho họ tổn thương cũng được, hoặc họ không nói. Người này thuộc dạng mình cảm giác là không nói nhiều, chỉ âm thầm mình buồn vậy đó. Sao mà mình đụng trúng cái tụ bài mà nó đáng thương lắm. Mình hiểu sao tụ hai đáng thương như vậy. Họ có thể như một người người cha nè, họ có thể như là một người trong gia đình của bạn. Họ phải có một cái trách nhiệm nào đó nếu họ chọn bạn. Nhưng mà nhiều khi họ không thể nào cho phép được những điều đó. Một là bản thân họ họ cảm thấy chưa chưa xứng đáng, hoặc là họ ở thời điểm đó họ không làm được gì. Là như mình cảm giác là tụ bài này cho dù có những cái vấn đề nó xảy ra đi chăng nữa nha ấy, nhưng người này không có quên bạn được.
Không, ví dụ như các bạn là vợ chồng, là một nhân duyên gì đó, nó xuất phát từ thể xác, nó xuất phát từ đam mê, mình thích thì mình đến với nhau, mình muốn chiếm hữu nhau gì đó, xong rồi cái mối hệ tự nhiên có quen nhau được thời gian dài, cái có vấn đề nó xảy ra, có thể có vợ, có chồng, có con gì đó rồi luôn á, có là gia đình gì đó luôn đó, nhưng mà bởi vì có thể là ở phía bạn làm cái gì đó khiến cho họ cảm thấy là họ không có được tự do á, ấy, và có thể họ mong muốn một cái sự tự do rồi đó, một cái cơ hội rồi đó, ví như họ muốn có con hoặc là họ muốn có một cái gì đó khác khác mới mới đi cho cái nhân duyên với bạn và bạn này, tại vì nhiều khi một số bạn nó giống như là vợ chồng mà chia tay xong quay lại cũng được, hoặc là người yêu đang quen rồi đùng cái chia tay rồi cái muốn có cơ hội để mà tiến đến cũng được. Thế là tụi bài này nó hơi phiền ở chỗ là dù có vấn đề gì xảy ra nhưng mà không có quên được, vẫn vẫn muốn có cơ hội nữa, vẫn muốn tiếp tục á, nó vẫn muốn gắn kết lại với nhau á. Cho nên là cái sự thương của người này theo kiểu gọi là họ muốn có trách nhiệm với bạn, họ muốn là gia đình với bạn nè, hoặc là họ muốn gọi là dùng cái thể xác để mà có thể ban đầu họ chỉ thích bạn về vấn đề thể xác thôi á, nói thiệt vậy luôn, nhưng mà về sau người này rất là cố gắng muốn phải làm được cái thế này thế kia cho cái kết nối với bạn ấy, và mình không biết là họ làm được hay không thì nhân duyên mỗi người, nhưng mà đối với những cái bạn mà gọi là chưa làm được á thì họ rất là day dứt, họ rất là muốn thoát khỏi cái tình huống đó để họ làm cho bằng được, họ có cơ hội tiến đến với bạn. Còn cái bạn nào mà đã là nhân duyên vợ chồng rồi và tạch rồi cái quay lại và yêu thương nhau lại thì có muốn có một cơ hội để mà hàn gắn, để mà họ có thể làm được cái gì đó cho bạn cảm nhận được là cái nhân duyên này là họ vẫn mong muốn có cái cơ hội để mà có thể bù đắp cho bạn á đó. Rất mong chờ có những cái cơ hội để mà bù đắp cho bạn, đó là những cái suy nghĩ âm thầm của người ta, chứ chứ làm được hay không thì mình chưa chắc tụi này, nhưng mà có cái sự tính toán trong đầu để mà muốn làm, muốn chiều chuộng bạn, muốn làm gì đó cho bạn vui, có thể tặng quà cho bạn, có thể mang tiền đến cho bạn, hoặc là chiêu ghẹo bạn một một chút nhỏ 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 gì đó từng ngày gì đó cũng được. Đại loại là cảm giác là sau một cái vụ sụp đổ rồi đó thì họ muốn có cơ hội, muốn bù đắp cho bạn, hoặc muốn gắn kết với bạn khá nhiều ha. Nên nếu mà bạn đã qua được cái giai đoạn thứ nhất á, cái giai đoạn mà sụp đổ chia tay gì đó rồi á, thì bởi vì không hiểu nhau hay là bởi vì vấn đề ngoài thứ ba đi đó, bên thứ ba đi, thì bây giờ cái người này họ sẽ có một cái gì đó họ mạnh mẽ hơn trong những cái điều họ làm sắp tới, và họ sẽ mang đến cho bạn nhiều thứ, niềm vui hơn, hoặc là tiền bạc, hoặc thời gian hơn ở, hoặc là cơ hội để mà chọc ghẹo, quan tâm để ý bạn nhiều hơn một chút. Nhưng mà tánh thì vẫn là tánh cứng rắn nha. Đấy, tánh vẫn là hơi hơi kiểm soát, hơi gia trưởng một chút nha, hơi mạnh mẽ một chút ha. Đấy, nói chung là họ vẫn muốn nắm quyền trong cái nhân duyên với bạn, vẫn muốn kiểm soát bạn nha. Nói chung là bạn vẫn sẽ phải cái tụ này họ không có buông bạn, họ vẫn muốn có một cái cơ hội tiếp tục, hoặc là họ sẽ làm cái gì đó để mà có thể đi đi tiếp trên cái hành trình với bạn, mà họ phải là cái người nắm quyền, họ phải là người kiểm soát cái mối hệ đó. Nói chung tụ hai hơi gặp những cái người hơi gia trưởng một chút, nặng chứ chút gì. Thích cơ cho các bạn tụ hai ha. Cho mình hỏi trả bài riêng online không hả? Trả bài riêng thì bạn inbox Facebook hoặc Zalo bạn chuyển khoản trước thì mình mới báo lịch cho bạn được nha. Còn trên live thì mình chỉ trả bài chung thôi ha.
Rồi, tích cơ cho các bạn là chữ cái, các bạn có chữ Y ngắn, chữ H, chữ G, chữ U, chữ F, chữ Y dài. Cung hoàng đạo các bạn có Bảo Bình, Ma Kết Song Ngư, Ma Kết Nhân Hai. Cái tụ này nó phải có tiền bạc đi trước rồi tình yêu đi sau. Nó giống như là nó phải xây dựng sự nghiệp xong xuôi hết, hoặc là nó cảm thấy tự do về bản thân tài chính gì đó xong xuôi rồi, nó mới có thể có trách nhiệm với người nó yêu. Nó giống như đó, ví dụ như nó yêu một ai đó, nên nó thích ai đó quá, nhưng mà nhiều khi nó cũng phải tích góp cho bản thân cảm thấy ổn rồi thì nó mới có thể tiến đến đó. Nói chung tụ bài này là một tụ bài có trách nhiệm. Tụ ba nha các bạn. Xin chào các bạn, tụ ba số 3. Các bạn có viên đá màu xanh nhạt ha. Xem là họ yêu bạn theo kiểu gì. Ở đây các bạn có một lá sáu tiền. Bạn này nó mang một cái nét gọi là bí ẩn. Bạn sẽ hơi khó đoán được cái tình cảm họ dành cho bạn. Tại vì bạn này thuộc mẫu người lý trí và trực giác. Họ chọn lắng nghe lý trí và trực giác của họ. Họ cũng là người tốt. Ít nhất trong cái kết nối với bạn, nếu họ là sáu tiền thì có thể là họ sẽ muốn dành thời gian cho bạn nè, hoặc là muốn muốn giúp đỡ bạn, hoặc muốn mang đến điều gì đó cho bạn nếu họ thấy bạn đáng thương. Có thể là họ dành thời gian hoặc tiền bạc hoặc tình cảm gì đó nếu họ thấy bạn cần, không phải là cần nữa, mà trong cái trường hợp bạn đáng thương. Ví dụ như bạn đang buồn, đang chán, đang đang một mình, đang cô đơn thì đó, bạn này có thể dành thời gian cho bạn để mà giúp bạn vui hơn. Nếu mà bạn đang gọi là thiếu thốn tiền bạc thì bạn này cũng có thể sẵn sàng chi tiền giúp đỡ cho bạn đó. Mình không biết nó nằm trong cái trường hợp nào nha, thì các bạn tự biết ha. Rồi, nếu mà ví dụ như là bạn đang thiếu thốn tình cảm, bạn đang cần tình yêu thương, hoặc là bạn có những cái vấn đề gì đó với bản thân mình hoặc quá khứ của bạn, và họ thấy bạn đáng thương nên họ thương bạn cũng được đó. Tụi bài này nó vậy đó. Còn một trường hợp nữa là họ, nếu là trường hợp của người ngồi dưới nha, thì giống như họ rất là muốn có được cái tình yêu thương từ nơi bạn đó. Nếu là trường hợp của người ngồi dưới thì họ rất là muốn có được cái tình yêu thương từ nơi bạn, cái sự quan tâm từ nơi bạn. Họ có thể gọi là sẵn sàng hạ mình để mà có được sự yêu thương hoặc quan tâm từ bạn, hoặc van xin tình yêu cũng được. Ở đây mình có hai chiều ha, mình không biết là họ hoặc bạn ở chiều nào. Tụng bài này nó vậy đó, mình đọc luôn hai chiều nha. Chiều thứ nhất là cái chiều mà cho đi ha, cái chiều mà thấy người người ta đáng thương rồi rồi hứa hẹn cam kết gì đó luôn, hoặc là yêu thương người ta mà cũng không rõ là sẽ làm sao với người ta, thì cái chiều đó hơi hơi gọi là có thể là ban đầu chỉ đơn thuần là giống như muốn giúp giúp đỡ người khác thôi đấy, nhưng mà về sau thì mơ mộng một chút trong kết nối với bạn, giống như muốn mang đến những cái điều tốt đẹp hoặc những điều tích cực cho bạn cũng được đó. Bạn này vui tính lắm. Rồi còn cái chiều thứ hai ha, cái chiều mà là van xin tình yêu. Nếu người ta nằm ở cái chiều thứ hai là cái chiều mà van xin tình yêu từ nơi bạn đi, thì cái người này họ thuộc tiếp người cần cù, siêng năng, chăm chỉ, cẩn thận, hoặc là thuộc tiếp người tiền bạc vật chất khá nhiều, sang trọng, công việc mọi thứ dễ thương ổn áp. Nhưng mà
kiểu như cố công cố sức cho lắm, giờ cái tự nhiên âm thầm rời đi cũng được nữa. Mẫu người mà thích thương người ta tỏ vẻ rõ ra mặt luôn, thích những cái thứ dễ thương nữa nha, hoặc là cưng đựng yêu thương gì đó nhiều, mà kiểu bỏ công bỏ sức thì nhiều, nhưng mà nhiều khi gọi là tự nhiên âm thầm muốn đi vậy đó, đi là đi á cũng được nữa. Ok, để đọc một lúc hai chiều mình cũng hơi khó giải. Cái chiều phía dưới nha, thì mình thấy bạn này rất là muốn có cái kết nối với bạn, và rất là muốn gắn kết với bạn. Bạn ấy cảm thấy là khi mà có được sự yêu thương từ nơi bạn, bạn ấy rất là trân trọng, bạn ấy rất là yêu thương, hoặc là bạn ấy rất là cũng là một tụ bài là hãnh diện, bởi vì có được người thương mình á, có được người mà mình rất thích, mình rất là muốn có ấy. Đó. Giống như ước mơ đạt thành hiện thực vậy đó, nên là rất là hí hửng, rất là vui mừng ha. Tiếp này còn cái chiều ở trên này đi. Chiều ở trên thì họ cảm thấy có sự thân thuộc gần gũi với cái người ở dưới này, giống như chiều trên là cái người mà cho đi á, cái người mà thấy người ta đáng thương người thương á, thấy người ta dễ thương á, người ta thương mình thì mình cũng muốn mang đến những cái tình thương cho người ta đó. Đó. Giống như các bạn, nếu mà các bạn để ý thì kỹ cái lá bài này thì sẽ thấy cái người này nè, thấy cái con vật này dễ thương, xong rồi muốn cưng nựng, rồi muốn mang đến thứ gì đó cho cái con này, giống vậy đó. Nên là họ họ thấy được một người đáng yêu, một người có những cái tính nết gì đó cũng được được đó, nên họ muốn giúp, hoặc họ họ muốn yêu cũng được, hoặc có những cái tính cách nào đó mà mang đến cho họ cảm giác cũng an toàn khi mà chọn người này để mà quen đi lâu dài. Tụi bài này có tranh cãi tranh luận gì đó ở đây với nhau nữa nha, nhưng mà nhìn chung ha, nó giống như mẫu người mà hơi bị điềm đạm, hơi bị sang, hoặc là hơi bị bề trên một chút nha. Bề trên đây không phải là dạng quyền lực như tụ một tụ hai gì đâu, bề trên đây là dạng vô tư, vô lo vô nghĩ, dạng không quan tâm sự đời á. Rồi họ chọn một ai đó hoặc họ thương một ai đó thì bởi vì xuất phát là họ thấy người đó được, họ thấy người đó tốt, hoặc họ thấy người đó dễ thương, họ cũng muốn cưng nựng, cũng muốn yêu thương, hoặc cũng muốn giúp đỡ gì đó, bởi vì thấy đáng thương gì đó cũng được. Thì trong cái kết nối này, cái người này họ họ thương cái người kia theo kiểu gọi là hơi bị sao ta, hơi bị mình dùng từ gì ta, thấy tốt á, thấy tốt và thương á, mình không biết giải thích làm sao nữa. Thấy đáng yêu rồi thương đó, thấy thấy đáng thương rồi thương cũng được, đại loại như vậy. Thật ra bạn này có những cái vấn đề bên trong của bạn ấy cũng chưa thật sự giải quyết xong, nên là nó giống như bạn ấy cũng đang buồn đang chán á, hoặc là bạn ấy cũng đang có những cái vấn đề của bạn ấy, những cái bài học nữa và bạn ấy cũng cần phải vượt qua, và bạn ấy gặp được một người đến để mang cũng làm cho bạn ấy vui, cũng làm cho bạn ấy cảm thấy có một cái tương lai hơn, thì cái kết nối này nó như một cái gì đó điềm đạm, dạng bạn hiểu tôi thì bạn đi cùng tôi, gì đó. Kê tích cơ cho các bạn tụ ba.
chữ cái các bạn có chữ O, chữ T, chữ Y ngắn, chữ E, chữ C, cũng ngoài đạo các bạn có song ngư. Ba kết bảo bình song tử. Rồi mình kết thúc cho bài, chắc các bạn ở đây nha. Bye bye.